cho thế giới hòa bình, đạo mau liền giàu quang vinh, ảnh dương tam độ chúng thế nhân này, trần quy hành tinh thanh tươi đẹp, đừng nhiễm ô uế trần tận nào, tình người bảo cảm thanh cao, từ sông hoa hiệu vẫy chào tháng năm, đẹp như ánh trăng rằm chiếu rọi, trông như màu mười sáu trăm thành, không đồng mấy tháng trời xanh. Hồng đăng mây trắng trời xanh, ngựa đua dưới nước thuyền đành trên đoàn, ba lần từ đấu son thiên kỷ, bàn đức bị đấu ân thiên thù, phá tan bóng tối mình phủ, cách thành hoàn trái kiêu thù đeo mang, nhân ngã chi đeo ngàn thống khổ, bị thử chi xiết có bảo gông, ngẫn xem xương trắng chất trong, mồ hoang quân tử máu hồng hơi khô, bởi thù hận diễn phô thế ấy, bởi chiến tranh khói lửa xưa nay, đông tây nam bắc thảm thay, chéo dày cho lắm đoạ này đớn đau, nhân loại ơi hãy mau thức tỉnh, tình người ơi còn dính tơ tầm, nắng nghe tiếng nói còn tìm, cứu nhau sự sống nỗi chìm mà. Nhất tâm nguyện vâng đại Phật dạy, nhất tâm hành Phật tổ viên ngôn, tâm hòa bình thế giới hòa, thế giới bình tâm nhiễm loạn, thế giới loạn hận thù không rửa sạch, hận thù từ bi mới xóa tan oan tội, không có hận thù khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi dòng máu cùng đỏ, thắng trăm vạn quân không bằng chiến thắng mình, chiến thắng mình là chiến công oanh liệt, nhất mỗi quốc gia hiện hữu trên trái đất, ngoài dân tộc có mặt trên địa cầu, kết thân thương muốn biển với năm châu, xây thiện mỹ giữa màu da chủng tộc, cho nhân loại từ nay ngừng tiếng khóc, để chúng sinh dứt sạch nghiệp khổ đau, hoa tình thương chỗ cây trái xanh màu, hoa đạo đức thấm nhuần ơn hoa độ, đời người như bóng câu qua cửa sổ, kiếp sống tựa loan có gác đầu xương, quyền uy danh đại phu ảo ghê thường, nhân ngã vì thứ chiêm bao huyễn mộng, chuông pháp có hòa âm thình tối thượng, trên thấu thiên đường dưới trần địa phủ, vô minh kết liễu bát ngạn hết phương, biển khổ trầm luân hồi đầu bị ngạn, đông tây bầu vạn nam bắc kết dương, xây dựng tình thương ươm mơ âm mơ sự sống, âm mập ươm mầm sự sống, đầu nghèo sang đất kỳ thị tiêu mây, chúng tộc màu da tình người trên hết, giữ gìn đất giữ gìn trái đất, bảo vệ môi trường làm sạch môi trường, cân bằng bất nhập tiếng kinh kệ hòa âm vang như chất, nhân sinh an lạc thế giới hòa bình, tội diệt phước sinh tu tâm dưỡng tánh, tài bồi đức hạnh chuyển hóa quần sinh, tất cả chân thành hành trì Phật đạo, tham sân phiền não tật đố hàng xa, hiện tranh phá tà hiện dương tranh pháp, hồn phát vô phát vô thọ vô đề, tỉnh mộng thức mê cư chân lạc đạo, chúng sinh khổ quyết lên đường cứu khổ, chúng sinh đau xa dịu hết khổ đau, người người bồi đắp cho nhau, tựa nương xây dựng con tàu thần gian, ta tan tay gieo ánh đạo vàng, đàn tâm hóa rõ muôn ngàn yêu thế, chìm trong bến mộng sông mê, vô minh nạp nỗi néo về, càng đi càng xa bên cũ, hênh hoang quần ngông chân thù, đua tranh bá mộng tham tàn, vũ khí đạn dược neo tàn, vi phạm nhân tài vật lực,
ức chế hiệp tác thường trực vùng đất vùng biển vùng trời làm cho điên đảo khắp nơi. Thế giới bao giờ yên được, nước lớn phải thế lần ngất, nước nọ thủ thế quật cường. Tình mình sát khí đằng đằng, chiến tranh thường xuyên đe dọa, tiếng bạo sống chung hỏa hỏa, bạo tâm bạo thực bạo tàn. Bạo cường bạo lực hung hăng, hòa bình ngàn cân treo chỉ. Đạo đức suy đồi văn hoại, học lòng tàn sát tuổi thơ, xã hội thác loạn vật vờ. Hét lên hồi chuông báo động, thế giới nhân loại trèo trống, tự do dân chủ nhân quyền, liên quốc liên hiệp ngửa nghiêng. Kết quán trả thù gây hấn, cậy thế cậy quyền lòng đoán, tha mô nhũng nạm nhiếp hiếp dân. Tình người đánh mất lương tâm, căn bệnh trầm tha cô hữu, mới loạn động mà ta nông nổi cho. Do chạy đua áo vọng hoang đường, mau chấm dứt con đường cứu chữa, sớm hồi đầu tỉnh ngộ các qua. Dùng đạo lý Phật đà soi sáng, dụng tâm như đuốc tuệ từ bi, từ năng giữ dứt thiết chúng sinh chi nạp. Vì năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ, nguyện tự độ chi kiến chân diện mục, nguyện độ tha. Nguyện độ tha tánh nhà hải, tánh hài đã hữu tỉnh, tam đồ ác nạn đông mà đạo ninh sinh đi. Thế giới an bình ta bà tham nhẫn, mọi chính phủ chính quyền chính giới, mọi quốc gia trùng tổng biên cương, cả văn minh cùng chậm tiến độ hỗ tương, biết nhân dưỡng san bằng hố dị biển, cùng chân quý dưỡng nuôi bao mầm sống, đáng gian đôi tay độ ngưỡng chậm tình người. Tạo cho nhau niềm tin tưởng an vui, đó chính là những nghiệp quy định ước, truyền thông nghiệp tự vi trí tuệ, truyền thông tự tư đạo lý Phật đà, ánh đạo vàng hộ chiếu châu xa, thuyền bát nhã thanh lương trì hướng, diệt tội khổ vô minh nghiệp chướng. Phá gì về phiền não tham sân, trừ chấp thủ vị sự ngã nhân, dứt vọng nguyện não bảo ảnh. Đường đi tới là đường bát chánh độ chúng sinh đạo lý chân thường, giống như nay vô thượng pháp vương, nguyện đền đáp mười phương tam bảo, hồi hướng công đức thế giới hòa bình nhân loại chúng sinh. Tổng đại an lạc, thiên tai chấm dứt, hạn hán tiêu trừ, quốc thái dân an, ta ta phương thành, đạo bầu giải thoát, chuyển hóa vô biên, tình chữ vô tình đồng năng bị ngạn. Nam mô thượng trụ thầm phương Phật, Nam mô thượng trụ thầm phương Pháp, Nam mô thượng trụ thầm phương Tăng, Nam mô Phật Đà Ta, Nam mô Đạt Ba Ta, Nam mô Tăng Đà Ta, Nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật, Nam mô hiện tại thiên kiếp thiên Phật, Nam mô vị này tình tu kiếp thiên Phật, từ thì từ nên vẫn tác đại chứng minh. Tụng kinh trì chú phát nguyện công đức lớn vô cùng, bao nhiêu công đức xin hồi hướng nguyện khắp chúng sinh đang nhìn đám sớm về nước Phật vô lượng ba thế tây mười phương Phật ba đời năm Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Quảng Đại trí tuệ lên bờ tát chín đời hiện có là bốn loại hiện siêu tam cửu hiện ma đàn chốn đau khổ ba đường tám đàn cùng vào về chính tam như lai nhìn theo đức giáo chủ cõi xa bà đạo sư chúng ta ngồi trở lại thì quy tâm bảo cho phóng sinh.
chúng sinh đầy có bấy nhiêu năng tái nghe lấy những điều dạy dân người các người chúng an tâm phủ đắp lên kiếp này hồi năm sông về bấy lâu chẳng biết đường về dây vào tội lỗi mọi bề mình mang sông qua đầy chết khám đau khổ lông ra từng có đỡ được đâu dù là bay trước nặng sau nơi đây trên bắn lưỡi câu thả mồi bát cạn bắn cùng hơi hút tầm lúc đó dù kêu khóc ai thương nằm trên chất thất mạ thường hồn hoàn toàn vẫn đấu gian xong rồi luôn cần chết đây người cần chẳng may sao là các bậc thiện nhân chứ cho người đồng pháp thân đến đây lại gặp nhà ân bác màu vậy người kiếp hồi đầu quy phạt cùng dốc lòng quy pháp quy tăng quy nhồi phải chung sinh quy phạt hãy chúng sinh quy pháp hãy chúng sinh quy pháp hãy chúng sinh quy tăng hãy chúng sinh quy tăng hãy chúng sinh quy phật hãy chúng sinh quy phật hãy chúng sinh quy pháp hãy chúng sinh quy pháp hãy chúng sinh quy tăng hãy chúng sinh quy tăng hãy chúng sinh quy phật hãy chúng sinh quy phật hãy chúng sinh quy pháp hãy chúng sinh quy pháp hãy chúng sinh quy tăng hãy chúng sinh quy tăng chúng sinh quy phật khỏi đọa địa ngục chúng sinh quy phật khỏi đọa địa ngục chúng sinh quy pháp khỏi đọa ngã quỷ chúng sinh quy pháp khỏi đọa ngã quỷ chúng sinh quy tăng khỏi đọa bàng sinh chúng sinh quy tăng khỏi đọa bàng sinh chúng sinh quy phật khỏi đọa địa ngục chúng sinh quy phật khỏi đọa địa ngục chúng sinh quy pháp khỏi đọa ngã quỷ chúng sinh quy pháp khỏi đọa ngã quỷ chúng sinh quy tăng khỏi đọa bàng sinh chúng sinh quy tăng khỏi đọa bàng sinh chúng sinh quy phật khỏi đọa địa ngục chúng sinh quy phật khỏi đọa địa ngục chúng sinh quy pháp khỏi đọa ngã quỷ chúng sinh quy pháp khỏi đọa ngã quỷ chúng sinh quy tăng khỏi đọa bàng sinh chúng sinh quy tăng khỏi đọa bàng sinh chúng sinh nay quy phật rồi chúng sinh nay quy phật rồi chúng sinh nay quy pháp rồi chúng sinh nay quy pháp rồi chúng sinh nay quy tăng rồi chúng sinh nay quy tăng rồi chúng sinh nay quy phật rồi chúng sinh nay quy phật rồi chúng sinh nay quy tăng rồi chúng sinh nay quy tăng rồi chúng sinh nay quy phật rồi chúng sinh nay quy phật rồi chúng sinh nay quy pháp rồi chúng sinh nay quy pháp rồi chúng sinh nay quy tăng rồi chúng sinh nay quy tăng rồi quy phật rồi quy rồi tội trước sạch trong chi phồn chiếu tòa pháp cùng khắp nơi phát tâm tu về sau được hưởng cảnh tây phương sung sướng đời đời ngồi tòa sen báu thành thời không còn luân chuyển yên vui tháng ngày xin đại chúng ra tay cứu khổ tâm trí thành cầu phật chứng minh cầu cho tất cả chúng sinh pháp vọng sinh tử an lành làm vang vậy nên có kệ chú rằng các người nghiệp trước xưa kia dày nên mới bị tên nạn lưỡi vây mày có thiện duyên công đức lớn vì ta bảo hội chiều nay Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
có lẽ đã hoàn tất. Thầy là đại diện cho các sư tăng của Bảo Vân là xin chứng minh được chỉ công đức của các sư tăng vị Phật tử thân bằng kỹ thuật. Mở cái nắp đây, mở nắp rồi đây. Bảo biết là đi, chết đây đi. Đây này.